想起两枚子儿，听我来歌唱哟喂。那黑楼是和月，喜怒哀乐年复年，把酒问青天。男儿一腔血黑喽，豪情重笑汉黑喽，万里江山谁是爹喽喂呦喂。那黑喽是和月，喜怒哀乐20. Đội trưởng A Tây, cô ấy có việc không về được. Đại đội trưởng Lưu, anh có chỉ thị gì cứ nói với tôi là được, tôi nhất định sẽ chuyển lời cho đội trưởng của chúng tôi. Đừng có nhìn tôi. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước. Hôm nay không phải là giáo huấn, là hoan nghênh. Các vị đồng chí, hoan nghênh mọi người gia nhập đại gia đình quân ngũ cách mạng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta chính là người một nhà rồi. Nếu đã là người một nhà, vậy thì tôi không nói chuyện hai nhà. Tập huấn lần này của chúng ta có 3 nhiệm vụ lớn cần hoàn thành. Thứ nhất, đề cao giác ngộ chính trị. Thứ hai, tăng cường tổ chức kỷ luật. Thứ ba, tăng cường kỹ năng quân sự. Mỗi buổi sáng sau khi tập hợp xong, đầu tiên là chạy việt giã 3 km. 10 ngày sau tăng lên 5 km. Mọi người đã nghe rõ chưa? Rõ. Mọi người nghe khẩu lệnh, đứng nghiêm, quay phải, chạy trái, chạy đều, chạy. 1 2 1 1 2 1 1 2 1. Đội trưởng A Tây đâu? Không có thấy. Đi đâu rồi? Không biết nữa. Không biết mà còn không đi tìm. Không cần đâu đội trưởng hả? Mất đâu mà sợ. Mất rồi, mất rồi thì tôi tìm cậu. Thật sự không có gì đâu đội trưởng hả? A Tây Miu Miu có ý gì? Tôi đã tìm 3 ngày rồi, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Biết rồi. Anh còn có chuyện gì sao? Tôi nói sao cậu không lo lắng chút nào vậy? Anh có phát hiện hai hôm nay, bất luận là huấn luyện hay là học tiết chính trị, cảm xúc của các đội viên rất ổn định không? Anh nói xem, nó cho thấy cái gì? Cho thấy chúng ta làm việc có hiệu quả. Đây chỉ là một phương diện. Còn phương diện khác thì sao? Nếu như A Tây Miu Miu thực sự biến mất, đội viên đội phòng ngự theo cô ấy bao năm sẽ không thèm quan tâm, sẽ không có chút dao động nào sao? Theo như kinh nghiệm của tôi, bất luận là được thu nạp đến hay là do khởi nghĩa mà đến, nếu như người thủ lĩnh ban đầu biến mất, vậy trong lòng các binh sĩ sẽ có nghi ngờ, thậm chí là khủng hoảng. Làm không tốt có khi còn gây chuyện với anh. Vậy ý của cậu là gì? A Tây Miu Miu chỉ huy trong tối. Nên nói là cô ấy ở trong tối giúp đỡ công việc của chúng ta. Vậy tại sao cô ta lại không lộ mặt? Cái này thì đúng là có hơi lạ. Tôi cũng không rõ nữa. Hà Sư, như vậy đi.
Ông chủ, cứ xem thoải mái nhé. Hiệu thuốc. Mau vào đây. Được. Nào. Báo cáo đại thủ lĩnh. Chịu thức. Tìm tôi có chuyện gì? Gọi đội trưởng là được rồi. Báo cáo đội trưởng. Buổi sáng tổ chức kiểm tra xạ kích. Các quân đệ của chúng ta, mười mấy người đều đạt thành tích xuất sắc, còn lại đều là thuốc. Các quân đệ làm tôi nở mày nở mặt quá. Tốt lắm. Còn buổi chiều, đại đội trưởng Lưu giảng cho chúng tôi về chiến thuật, giảng về luân phiên phòng ngự và tiến công. Các quân đệ đều nói thực tế hữu dụng. Vậy thì tốt. Không có chuyện gì thì cậu đi xuống nghỉ ngơi đi. Đội trưởng, cô đã khỏe hơn chưa? Các huynh đệ đều rất nhớ cô đó. Không sao, không có chuyện gì cả. Cậu về đi. Đội trưởng, cô nhớ bảo trọng thân thể. Tôi về trước đây. Tôi về đây. Đội trưởng A Tây, mau y tá, mau cấp cứu. Không có loại thuốc này. Sao lại vậy? Thì cho cô ấy thuốc giảm đau đi. Để tôi tìm. Không cần tìm nữa. Tôi không uống thuốc tây. Đội trưởng A Tây, sao không nói sớm cho chúng tôi biết? Nói với anh. Nói kiểu gì đây? Mỗi tháng giờ sẽ có mấy ngày như vậy. Tôi sẽ không để cho ai biết đâu. Xấu hổ chết được. Đội trưởng A Tây, không cần phải xấu hổ. Bệnh này tôi có thể chữa. Ông biết chữa? Chữa kiểu gì? Nắm chặt tay, đừng có thả ra. Nào nào nào, nắm chặt tay đi. Nắm đi, ôm vào đi. Cứ như vậy. Tốt. Thôn của chúng ta gọi bệnh này là bệnh đói. Tức là người đói rồi thì phải ăn. Ăn no rồi, khỏe ra. Vậy tôi phải ăn gì? Ăn người đó. Người? Gì cơ? Đội trưởng A Tây, tôi khuyên cô mau gả đi đi. Ban ngày ôm lấy gặm, ban đêm thì ôm ngủ, nhất định sẽ khỏe. Cô trưởng tôi làm cái gì? Nha đầu tóc vàng, tôi đây là giáo dục thực tế đó. Khi mẹ tôi còn trẻ cũng bệnh giống như đội trưởng A Tây. Bà ấy liền ngày nào cũng ôm đàn ông. Bà nói những ngày sau này chỉ có thoải mái không có đau. Sau này người đàn ông đó trở thành ba của tôi. Miệng chó không mọc được nhà voi. Đội trưởng A Tây, hay là thế này, cô nghỉ ngơi trước đã. Ngày mai tôi lại đến thăm cô. Nhanh như vậy đã đi rồi, không ở lại trò chuyện với tôi một lát sao? Tiểu đồng chí, đi thôi. Cô nhìn cô xem, ngang bướng. Hà Sơn, đừng có đóng cửa. Các người cứ đứng ở cửa, tôi ra giờ đây. Được.
Đội trưởng A Tây, cái đó, tình hình huấn luyện mấy ngày nay, Miêu Tiểu Thất đã báo cáo cho cô rồi nhỉ? Báo cáo hết rồi. Cảm ơn các anh, cảm ơn chính phủ. Nào có, đây là chuyện đương nhiên mà. Chúng ta là người một nhà mà. Người một nhà. Trước đây tôi ở trên núi, anh ở dưới núi, tôi còn nghĩ chúng ta là người một nhà. Có điều từ lúc tôi xuống núi, ở gần anh hơn, tim lại xa cách hơn, ngày càng xa lạ rồi. Thợ may, bà cả đến thăm cậu đây. Chào bà cả. Chào bà hai. Thợ may, đây là bánh quy mè tôi đích thân làm cho cậu. Cậu nếm thử xem. Cảm ơn bà cả. Đồ của chúng tôi đã làm xong chưa? Đẹp quá. Đi thôi, ngày mai mặc đi đánh mặt trượt. Vẫn là bộ áo này của chị cả đẹp, vừa quý giá vừa trẻ trung. Cưỡi ngựa, cô bỏ xuống, bỏ xuống, cưỡi ngựa. Tiểu Liên, làm sao mà cứ làm ầm lên vậy? Trà hệ thống gì? Giờ tôi dọn đi ngay. Tôi muốn cưỡi ngựa. Bỏ xuống, bỏ xuống. Tiểu Liên, lời cậu cả nói cô không nghe thấy sao? Bò xuống, bò xuống. Dừng. Bò xuống rồi, bò xuống rồi. Tôi đi cưỡi ngựa đây. Đi, đi, đi. Chạy đi, chạy đi. Đi, mau chạy đi. Chạy nhanh lên. Đi, đi. Đi, đi. Đi. Mau chạy đi. Chạy nhanh lên. Nghe rõ cho ông. Long gia hạ lệnh phải tu sửa tường thành. Các người đều được trương dụng. Bị trương dụng rồi. Chuyện gì vậy? Tất cả im miệng cho tôi. Có chuyện gì vậy? Trương dụng từ lúc nào vậy? Trong thời gian trương dụng, làm việc cho đàng hoàng. Mỗi ngày ba bữa cơm, Long gia còn phát lương. Mỗi tháng 2 đồng đại dương. Đây ai mà dám lười biếng? Trôi da của ông không có mắt đâu nhé. Ai mà dám chạy trốn thì ông đây bắn chết. Đây là nơi ở của các người. Mau vào ăn trước đi. Ăn cơm xong lập tức bắt đầu làm việc. Đã nghe rõ chưa? Đi vào. Đi vào. Mau lên. Mau lên. Tư lệnh báo. Tư lệnh Đông, gần đây có khỏe không? Tôi có khỏe, cũng không khỏe bằng cậu. Bao giờ thì mời tôi đến giải Bắc Tiên cậu làm khách đây? Hoan nghênh anh đến mọi lúc. Tổng tư lệnh và Tứ tiểu thư đâu? Còn chưa đến. Chắc cũng sắp đến rồi. Chúng ta vào thành trước. Mời. Mời. Long phủ. Bảo gia. Lão gia, tôi đi ra ngoài trước. Anh à, anh nói Điền Đa Bảng bao giờ thì tới? Không biết, chưa có ai truyền tin tới. Sợ là không dám đến đó chứ. Nếu ông ta không dám đến thì tốt rồi. Lão cậu họ này của chúng ta, lần trước chịu thiệt trong tay tôi, ông ta ghi thù. Còn cậu là chiếm giải Bắc Tiên của ông ta, ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tôi tự có tính toán. Ông ta nhất định sẽ phái thám tử đến giải Bắc Tiên. Cậu không thể không phòng bị. Sao anh biết được? Tôi biết bấm quẻ đó. Tôi hỏi cậu, nếu Điện Đại Bản thật sự động thủ cho tôi, cậu sẽ giúp ai? Cái này còn cần hỏi sao? Anh em ruột đánh hổ. Em ruột. Có câu này của cậu thì tôi yên tâm rồi. Anh à, có kế hoạch gì không? Không có.
Con người tôi sẽ không chủ động làm tổn thương hỏa khí, chỉ là sợ Điền Đại Bàng đến Thạch Thành giở trò. Tâm hại người không được có, tâm phòng người không thể không có. Mợ cả đến rồi. Tôi muốn dùng tấm vải này may một bộ sườn xám. Tấm vải này đẹp quá. Tôi là lần đầu tiên được nhìn thấy đó. Đây là vải lấy ở đâu ra vậy? Tôi cũng không biết. Nghe nói là ở Tô Châu. Vẫn may sườn xám. Được. Vậy cứ để tôi lấy số đo cho mợ cả đã. Thợ may, không phải anh nói anh may đồ không cần lấy số đo sao? Đồ nam thì không cần đo, nhưng đồ nữ thì phải đo. Hơn nữa, tôi chưa từng làm sườn xám. Tấm vải tốt như vậy, không nên lãng phí. Vậy đo đi. Có phải có người đánh em không? Nói đi Tiểu Liên. Em nói cho tôi biết là ai đánh em? Em, chuyện gì vậy? Sau đó lại làm sao? Sao cậu lại chọc mở tức giận rồi? Tôi không có. Thế nào là không có? Không có, không có. Cậu ấy không có làm gì hết. Không có. Không có thì cô khóc cái gì? Là tự tôi đau lòng. Tấm vải lần trước mang đến bị bà cả lấy đi rồi. Tên nhóc cậu may mắn có mợ nói đỡ thay cậu, nếu không thì cậu rắc rối to rồi. Đứng đờ ra đó làm gì? Đo nhanh lên. Mợ cả, cô hãy giơ cánh tay lên. Tiểu Liên, cô đau không? Sao cậu lại chọc mở tức giận rồi? Tôi không có. Không đúng, không đúng. Trong đó chắc chắn có chuyện. Em nhìn thêm chút nữa. Chuyện bố giao cho anh sắp làm xong rồi. Bảo gia, mời. Thế nào? Có hài lòng không? Nếu như không hài lòng, tôi sẽ kêu anh tôi đổi. Cái đó, Tứ tiểu thư sống chỗ nào? Chúng tôi ở phía tây diện này, cô ấy ở phía đông. Còn chưa đến nữa. Anh thích cô ấy. Tôi thích cô ấy. Cô sẽ ghen sao? Tôi thì có gì mà phải ghen? Tôi rất thích dáng vẻ này của cô. Nói cho cô biết, tổng tư lệnh muốn gả tứ tiểu thư cho tôi. Điền Đại Bản ở bên cạnh dỗ dành. Đây là âm mưu, tôi sẽ không mắc lừa đâu. Âm mưu gì?
Hai người họ đều muốn khống chế tôi. Cô xem tôi giống như người dễ dàng cho người khác nắm trong lòng bàn tay sao? Vậy tôi cũng không muốn bị người khác nắm trong lòng bàn tay. Tôi làm sao nỡ nắm chứ? Tôi là đặt cô trong lòng bàn tay. Được rồi, không nói nữa. Cô cưỡi ngựa cả đoạn đường chắc cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi nhé. Còn tôi ở ngay cạnh phòng cô. Lão gia, tôi có chuyện muốn nói với ngài. Chuyện gì? Không dám nói. Nói. Mợ suốt ngày chạy xuống phòng dưới lòng đất, chắc là đi may đồ thôi. Nó hầu hạ cậu cả cũng rất giả. Ta thưởng cho nó tấm vải may sườn xám. Không phải là chuyện đó. Vừa nãy tôi mới lén xuống dưới đó. Tôi nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cô ấy cùng hắc ngưu đó đang ôm nhau. Lão gia, ngài nói đi. Chôn cô ta hay dìm chết? Đều không phải. Đóng cửa. Báo gia, có tình báo. Lông hồ tử muốn xuống tay với Điền đại bản. Xuống tay thế nào? Khi nào? Cái này thì chưa rõ. Miệng của Lông hồ tử rất kín, không chịu nói. Vậy chúng ta tất nhiên là giúp Lông hồ tử rồi. Tại sao? Bởi vì ông ta là anh của anh. Ông ta quả thật là anh của tôi. Nhưng người này bụng dạ nhỏ nhen, ra tay quá mềm mỏng, không thể thành kẻ tài. Lời này tức là sao? Khi tôi làm thủ hạ của ông ta, giúp ông ta chiếm Giang Sơn, ông ta cho tôi phát triển quá nhanh, lại không thể xuống tay, liền đuổi tôi ra Thạch Thành. Chẳng lẽ chúng ta giúp Điền đại bản? Ai cũng không giúp. Tốt nhất là để cho bọn họ ác chiến một lần. Đúng. Để bọn họ lưỡng bại câu thương. Vậy báo gia chính là lão đại của núi Ô Long rồi. Tam ba tử. Mợ, bà cả thưởng tiền cho anh rồi sao? Tôi làm gì có phúc đó. Lão gia muốn mua nhà, xin chỗ bà cả chút tiền, lại muốn mua nhà, cho ai ở vậy? Bảo là cậu của ông ấy tới ở, mua nhà cho cậu ở. Chuyện này khá mới mẻ. Chuyện gì vậy? Chính là lão gia muốn mua nhà, đừng để người khác biết là lão gia mua. Tại sao? Tôi sao biết được? Sao lại không có tay áo vậy? Đúng. Tôi còn chưa làm xong. Lần đầu tiên tôi may sườn xám, sợ làm hỏng mất. Vậy nên tôi phải mời mợ cả chạy qua vài lần, thử thêm vài lần. Long gia muốn mua nhà cho bản gia ở. Có chỗ ở còn mua nhà. Cô biết ở đâu không? Chỗ đó tôi biết. Ba mặt đều là đất trống, bên cạnh còn có nhà làm xưởng. Mợ, chỗ giặt áo này còn có chút không phù hợp, phiền cô tới lại thêm lần nữa. Xưởng làm gì thế? Làm pháo qua. Pháo qua? Nơi này chắc chắn có gì đó. Hôm nay cô ra ngoài có được không? Hôm nay tôi đang phải đi bốc thuốc cho cậu cả. Được. Cô đem tình báo lúc nãy nói gửi tới miếu Thành Hoàng, nè dưới lư hương. Nhớ lấy, đừng để người khác nhìn thấy. Biết chưa? Biết rồi.
Bản gia. Bản gia, có chuyện gì không? Cái này là lấy được dưới lương hương từ miếu Thành Hoàng. Long Hồ Tử do mọi người sống cạnh sườn pháo. Long Hồ Tử này quả nhiên âm độc. Hắn dám biến chúng ta thành thịt nướng. Bản gia, vậy thì chúng ta phải làm sao? Trước tiên không đi Thạch Thành nữa, tìm một quán trọ bên cạnh Thạch Thành, bao hết toàn bộ. Dân. Lão gia, ngài xem. Lão gia, sao ông lại đổi sang chia chim rồi? Không chỉ tôi tìm cho một cô gái. Con chim này hay. Hỷ tước là chim báo hỷ. Lão gia. Lão gia, có tin tức rồi. Nói. Người của Điện Đại Bản quả nhiên không vào thành. Bọn chúng đều vào ở quán trọ Lão Long Môn. Chôn mìn chưa? Lão gia, ông yên tâm đi. Chôn hết rồi. Chỉ đợi nửa đêm canh ba sẽ tiễn Điện Đại Bản lên Tây Thiên. Sao ngài lại biết Điện Đại Bản sẽ ở đó? Ta không biết. Ngoài thành chỉ có ba quán trọ. Ta để cho Lục Thốc Tử đem các anh em ba quán trọ, từng nhà từng hộ đào giếng cho họ, đào nương. Hơn nữa những người này đều có khẩu âm của dãy Bắc Tiên, đều dùng miệng của Toàn Sơn Báo. Đến lúc đó cho dù tra ra cũng là Toàn Sơn Báo, không tra ra chúng ta. Lão gia giỏi quá. Cái đó hắc ngưu phải làm sao? Để hắn may quần áo tiếp đi. Có một điểm, không cho Tiểu Liên gặp mặt hắn nữa. Dừng. Lão gia, ngài xem con chim này. Được. Người anh em, cậu mới tới à? Ông già, ông cũng bị bắt tới à? Người ở đây đều bị bắt tới. Ăn đi. Sao lại không ăn? Đói chết là chuyện nhỏ. Người giám sát ở đây đánh người giả mang lắm. Hôm qua còn có một kẻ bị đánh đến chết. Ăn đi. Ăn. Hoan nghênh Tổng Tư lệnh, hoan nghênh Tứ tiểu thư, hoan nghênh. Mời. Mời. Cậu họ à, cháu ở trong thành đã sắp xếp chỗ ở cho cậu rồi. Ta không có số này, ở trong thành không quen. Nghe cậu nói kìa, cậu ở bên ngoài làm gì? Ở trong thành tốt biết bao. Phản cộng cứu quốc, vĩnh kết đồng tâm. Được. Được. Bái kiến lão đại. Cảm ơn các anh em. Hôm nay chúng ta kết bái. Kết bái là người một nhà rồi. Nếu đã là người một nhà, tôi không có gì để giấu nữa. 22 quyện của Tương Tây, tôi bây giờ đã kết bái với tư lệnh cánh quân hoạt động ngầm của 11 quyện. Hôm nay tôi lại cùng ba vị kết bái huynh đệ. Tương lai Tương Tây, Trường Sa và cả Hồ Nam đều là thiên hạ của chúng ta. Chúc mừng lão đại. Đều là thiên hạ của chúng ta. Được, 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 được. Các vị huynh đệ, tôi lại nói cho mọi người một tin vô cùng tốt. Chúng ta mong đợi đã lâu, chiến tranh thế giới thứ ba cuối cùng cũng khai quả rồi. Chiến tranh Triều Tiên bùng phát rồi. Chiến tranh thế giới thứ ba bắt đầu rồi. Tốt, tốt, tốt. Các anh em, tốt. Lệnh của Bộ Quốc phòng
để tất cả các cánh quân ở tương Tây chúng ta cùng tập hợp lại, phát động tổng tiến công Đảng Cộng sản, phối hợp với chiến tranh thế giới thứ ba. Phối hợp chiến tranh thế giới thứ ba. Phối hợp chiến tranh thế giới thứ ba. Phối hợp chiến tranh thế giới thứ ba. Các anh em, chiến tranh Triều Tiên bắt đầu rồi. Chiến tranh thế giới bùng phát rồi. Nào, chúng ta cạn ly. Cạn. Cạn. Cậu họ à, cháu lại kính cậu một ly nữa. Ta kính ngươi ba ly trước. Nên là giảng bối kính trưởng bối. Mời. Nếu ngươi không để ta kính trước, rượu này ta không uống nổi nữa. Ta lập tức cáo từ về núi Ô Long. Cung kính không bằng tuân lệnh. Cháu nghe cậu. Ly thứ nhất, ta xin lỗi. Xin lỗi. Thân làm trưởng bối, lại là cậu của ngươi, nhiều năm như vậy chăm sóc không chu đáo, vẫn mời tư lệnh Đông lượng thứ cho. Cậu là giảng bối không hiếu kính đủ với trưởng bối, mong cậu lượng thứ. Được. Tư lệnh Điện, Tư lệnh Đông, cởi mở thẳng thắn. Trần Mỗ bái phục. Bái phục. Ly thứ hai, ta đền tội. Đền tội. Ba năm trước, nhất thời hồ đồ, lũ lụt cuốn trôi miếu Long Dương, người mình đánh người mình. Ta mong Tư lệnh Đông đừng ghi thù. Nếu cậu nói tới đây rồi, cháu cũng không bụng dạ hẹp hòi nữa. Chuyện đã qua thì theo gió thổi đi. Cảnh. Được, tôi cũng muốn cùng các người. Hai vị tư lệnh gác lại những chuyện bất bình trong quá khứ, cùng nhau đoàn kết, truyền cảm hứng cho người khác. Nào, cạn ly. Được. Ly thứ ba, ta cầu tình. Sao lại nói lời nói này? Sao lại cầu tình? Con trai của ta Hắc Nương vẫn mong Tư lệnh Long giơ cao đánh khẽ để ta đem về. Quý công tử ở chỗ cháu sao? Ở trong tầng hầm nhà ngươi, may quần áo cho đội bảo vệ của ngươi. Những bộ quần áo mới mà họ mặc đều là Hắc Ngưu làm, cũng khá tốt đấy. Có chuyện này sao? Anh ta nói mình là một thợ may, cũng không nói là công tử của bản gia. Hỗn sự, còn không mau mời lên. Dân. Được rồi. Chúng ta cạn ly thứ ba này đi. Bố, ta giới thiệu cho con hai vị anh họ của con. Đây là Tư lệnh Báo. Chào anh họ. Chào em họ. Cậu họ, cậu có phúc thật đấy, có một đứa con trai lớn như vậy. Vị này chính là Tư lệnh Nông, người thuê con làm thợ may. Chào anh họ. Chào em họ Hắc Ngưu. Tôi tự phạt một ly, đền tội với cậu. Tôi cũng kính anh họ một ly. Anh họ, em họ còn có một thỉnh cầu, mong anh họ đồng ý. Đừng nói một thỉnh cầu, cho dù 100 cái cũng được. Em muốn xin anh thả một người. Là ai? Mở cả. Mở cả. Đúng. Mở cả. Tôi từng đồng ý với cô ấy. Đưa cô ấy đi. Điền Đại Bản, đây chính là con trai ngoan của cậu đấy.
không chỉ gian díu với con dâu người ta, còn định đem cô ta đi. Hỗn sự, cái mặt già này bị mày làm mất mặt rồi. Quỳ xuống. Bản gia, các người đừng ai cầu xin cho nó. Cái tên khốn này, ông đây gọi mày đến Thạch Thành là để làm gì? Làm tình báo? Không phải để mày tới để kiếm phụ nữ. Tình báo chẳng có cái gì, lại còn kiếm ra một con đàn bà, còn kiếm một vị mở cả. Con, mày có bản lĩnh thật đấy. Bà gia, ngài uống miếng nước đi, bớt nóng. Biến. Đúng vậy, các cô gái ở núi Âu Long tuy mày chọn, mày một đứa cũng không cần. Chạy tới Thạch Thành lại thông suốt rồi. Người phụ nữ khác thì cũng thôi đi, nhưng mày cứ dính lấy mở của Long Hồ Tử. Mày biết Long Hồ Tử là ai không? Là anh họ mày. Mày câu dẫn người phụ nữ của Long Hồ Tử chính là cháu dâu của mày. Mày có biết không? Con, bản gia, quan hệ của ngài và Long Hồ Tử là họ hàng xa. Ra khỏi ngũ phục đã không còn quan hệ nữa. Sao lại không còn quan hệ? Thạch Thành là miếng thịt béo, tiếc rằng rơi vào miệng của Long Hồ Tử. 3 năm trước ta đã muốn cướp lấy rồi, nhưng vẫn chưa cướp được, còn khiến hơn 100 anh em chết. 3 năm rồi ta luôn nhẫn nhịn, chỉ muốn làm tê liệt Long Hồ Tử. Không ngờ tên xuất sinh này làm loạn một cái, chẳng phải là nhắc nhở cho Long Hồ Tử rồi sao? Bản gia, ngài phải hỏi rõ ràng. Người anh em Hắc Ngưu là người thật thà, chắc chắn là cô mợ kia câu dẫn Hắc Ngưu. Được rồi Hầu ca, các người đừng đoán bừa nữa. Tôi nói với mọi người, mợ cả của nhà Long Hồ Tử, cô ấy vốn là người phụ nữ của tôi. Hỗn sược, con trai Long Hồ Tử là kẻ ngốc, con tranh phụ nữ với kẻ ngốc. Có cơ hội không? Không phải, con nói bố à, sao bố vẫn không hiểu chứ? Mợ cả của nhà Long Hồ Tử, cô ấy là Tiểu Liên. Con nói gì? Cô ta là Tiểu Liên. Lúc đầu con tưởng cô ấy chết rồi, sau này mới biết cô ấy bị Long Hồ Tử nhìn trúng, đưa đến nhà Thạch Thành làm con dâu lớn của hắn ta. Thù của Long Hồ Tử và ta đã nhiều thêm một nét, là nó cướp con dâu của ta trước. Con đứng lên đi. Đứng lên. Nào, bố, đưa tình báo cho chúng ta là Tiểu Liên. Hơn nữa là cô ấy đích thân mang tới miếu Thành Hoàng đè với Lưu Hương. Được, hôm nay nói tới đây thôi, con về nghỉ ngơi trước đi. Dừng, đi nào. Vậy con đi trước đây. Bố, đứa con trai ngốc này của ta so với đứa con ngốc của Long Hồ Tử còn ngốc hơn. Hắc Ngưu là người đơn thuần, bị tình yêu điều khiển, khiến người ta đồng tình. Đúng vậy, đúng là con của mẹ nó mà. Sự thông minh cơ trí của ta, nó không di truyền chút nào. Nhưng mà để Hắc Ngưu làm như vậy, Long Hồ Tử chắc chắn là trong lòng tức giận rồi. Bản gia, chúng ta không thể không đề phòng. Nhắc nhở hay. Hắc Ngưu à, khiến ta tức tới hồ đồ rồi. Đa bảo, bên ngoài quán trọ tăng thêm canh phòng, hiểu rồi à? Đi đi. Nào, phu nhân. Anh điên rồi, mau bỏ tôi ra. Tôi điên rồi, tôi vui tới điên rồi. Ông đây hôm nay phát tài rồi, một thân toàn trượng. Anh uống rượu rồi à? Đúng vậy, nhưng vẫn chưa uống đủ. Người đâu? Bảo gia, chưa uống đủ phải không? Rượu và thức ăn đến rồi đây.
Anh em tốt, cậu chính là con dung trong bụng ông đây. Sớm muộn gì cũng cho cậu đeo cầu vai thiếu tướng. Được, cảm ơn báo gia bồi dưỡng. Phu nhân, uống một ly cùng báo gia đi. Đúng. Nào nào nào, anh muốn tôi uống rượu cùng. Đúng vậy phu nhân, phá lệ cho chút mặt mũi đi. Không uống. Cô có tin tôi ép cô uống không? Cũng được. Anh tìm con dao, chặt miệng tôi ra. Muốn chút bao nhiêu thì chút. Tôi sẽ không khóc. Bảo gia, cái con khốn này có gì mà nói chứ? Hỗn xược, con khốn là để cậu gọi sao? Phu nhân, vậy cô về nghỉ ngơi trước đi. Anh em chúng ta uống. Bảo gia, chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra rồi. Bảo này chúng ta cực chuẩn rồi. Chiến tranh thế giới lần thứ ba liên quan gì tới chúng ta chứ? Đương nhiên liên quan rồi. Nước Mỹ đánh qua đây, quốc quân sẽ phản công đại lục. Vậy thì sao? Cậu đừng quên, quốc quân tới núi Ô Long trấn áp thổ phỉ sớm hơn đảng Cộng sản. Người dẫn đầu còn là Trần Tử Hiền. Báo gia nói quốc dân đảng muốn đoạt lại Giang Sơn, còn muốn trấn áp thổ phỉ. Vậy đường sống của chúng ta ở đâu chứ? Ở trong tay chúng ta. Ông đây hôm nay vô cùng vui, bởi vì Điền Đại Bản xé nát mặt với Long Hồ Tử, sắp bóp chết đối phương rồi. Người gây chuyện chính là Hắc Ngưu và Tiểu Liên. Bẻ đi, bóp đi, sớm cắt đứt đi. Đến lúc đó, ông đây thu dọn cục diện, ngồi lên vị trí cao nhất núi Ô Long. Không quan tâm kinh thành Giang Sơn của ai, đều phải tới núi Ô Long mua chuộc, dỗ ông đây vui vẻ. Đúng đúng đúng, giống như báo gia dỗ phu nhân. Cậu đúng chính là ý này. Nào nào nào, nào báo gia, tôi kính anh. Tứ tiểu thư, sao vẫn đi theo anh ta vậy? Chẳng phải tôi để cô đi rồi sao? Anh ấy thực ra thích cô. Tôi nhìn ra được. Tự tôi không nhìn ra được. Người phụ nữ lạnh lùng như cô lại nhìn ra được. Anh ta rất biết dỗ phụ nữ vui vẻ. Vậy sao cô không vui? Bởi vì tim tôi ở lại trên sân khấu từ lâu rồi. Là ở lại chỗ tiểu tiên sinh trên sân khấu đó phải không? Phải. Nhân gian chỉ có ở trên sân khấu mới có chân tình, mới có tình yêu quanh quanh liệt liệt. Cô đúng là một người sống trên sân khấu kịch. Tứ tiểu thư, tôi hỏi cô, tình là gì? Là khiến người đời thề sống thề chết. Đúng vậy. Tôi cũng hỏi bản thân, tình là gì? Sao gọi đời người sống chết? Chẳng lẽ trong lòng tứ tiểu thư còn có người khác?
Chào Tứ tiểu thư. Phu nhân, bên ngoài lạnh như vậy, tôi đưa em về phòng trước được không? Hay lắm, hay lắm. Phu nhân, cẩn thận. Long hồ tử này còn biết hiếu kính với ta. Không tội, Tổng tư lệnh. Tư lệnh báo tới rồi. Nào nào nào, tư lệnh báo. Tổng tư lệnh, chúng ta uống rượu. Được. Tôi đi lấy cho mọi người hai ly rượu tới. Đàn ông uống rượu cần gì ly rượu chứ. Cậu lui xuống đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.